bài cúng của tôi thì ngắn ngủn nghe quý vị. Bởi vì y theo lời Đức Thế Tôn dạy, nếu mình biết được, nhận được cái Phật tánh của chính mình thì không có tu cầu tu tụng gì nữa. Nhưng mà tôi đảnh lễ Tam Bảo là gì? Để nhớ ơn Đức Phật, Đức Thế Tôn chỉ dạy về pháp môn tu tập, gọi là trở về cái thiền tông học. Mà hôm nay tôi đã nhận được tánh Phật của chính tôi và tôi hằng ở tại nơi tánh Phật của tôi. Cho nên tên đảnh lễ Tam Bảo là gì? Để nhớ ơn của Đức Thế Tôn dạy. Và ngày hôm nay tôi đã thực hành theo pháp môn của Ngài dạy. Mà đến giờ thì không còn tung tụng cầu gì nữa cả. Không có như khi ở chùa. Trở về đến nhà ông Năm đây thì tôi đã tu tập ở trên hơn 6 năm. Kính thưa quý vị, đây là sư huynh đang thỉnh lễ nghe quý vị. Cái
về cứu nó thôi thì nhắn ngủ nghe quý vị. Bởi vì y theo lời Đức Thế Tôn dạy, nếu mình biết được, nhận được cái Phật tánh của chính mình thì không có tu cầu tu tụng gì nữa. Nhưng mà tôi đảnh lễ Tam Bảo là gì? Để nhớ ơn Đức Phật, Đức Thế Tôn chỉ dạy về pháp môn tu tập, gọi là trở về cái thiền tông học. Mà hôm nay tôi đã nhận được tánh Phật của chính tôi và tôi hằng ở tại nơi tánh Phật của tôi. Cho nên tên đảnh lễ Tam Bảo là gì? Để nhớ ơn của Đức Thế Tôn dạy. Và ngày hôm nay tôi đã thực hành theo pháp môn của Ngài dạy. Mà đến giờ thì không còn tụng cầu gì nữa cả. Không có như khi ở chùa. Trở về đến nhà ông Năm đây thì tôi đã tu tập ở trên hơn 6 năm rồi. Chỉ đảnh lễ Tam Bảo vậy thôi. Chứ của quyền thì ông bà thất tổ, thầy tổ chính mình, cha mẹ của mình nữa. Thì chỉ đốt hương và để đảnh lễ gì là xong. Qua ngã ngoài bằng trọng thiên là bằng Phật giữa trời, cũng y theo lời Đức Quỳnh Giáo Chủ là Đức Thầy, cũng là Đức Kim Sơn Phật, một vị Phật lâm phàm giáo hóa độ chúng sanh, thì cũng làm y theo Ngài như vậy. Rồi hôm nay thì có những chú đến đây để quay phim, thì tôi nói rõ về những vấn đề này cho quý vị đồng đạo ở xa gần và hiểu biết nhiều hơn. Nghe quý vị, về pháp môn của tôi đang tu tập, chứ không có tu hành, không có thiền, không có tụng, không có cầu. Chỉ là để tâm cho nó yên lặng, sống với cái yên lặng tự nhiên, thường chi của chính tôi. Nha. Nếu quý vị là tùy theo trình độ căn cơ mà hiểu biết và thực hành. Thôi chúc quý vị, cũng mong muốn cho quý vị được hành về cái pháp môn thiền tâm học của Như Lai đây. Dạ. Thôi kính chào toàn thể quý vị ha. Dạ, chân thành cảm ơn sư huynh rất là nhiều. Dạ. Về xong có chĩa lên trời. Dạ. Chĩa lên trời. Kéo cái máy lên trên rồi bấm ngưng. Lang thang chĩa lên trời mới chịu nghe quý vị. Dạ. Cái này là thỉnh lễ phải không sư huynh? Cái này đỉnh lễ. À. Đỉnh lễ hay là thỉnh? Đỉnh lễ. Dạ, đỉnh lễ. À. Kính thưa quý vị, thì Châu Phú đã quay lại cái hình ảnh mà của sư huynh đỉnh lễ đó quý vị. Thì qua video này thì Châu Phú xin chúc quý vị luôn an lành và hạnh phúc nha quý vị. Đây là cô đang cúng nha quý vị.